nếu chị không có lên đây được thì biết chị có thể hát chung với Cẩm Hồng đấy nha. Pukki son do se fla se fla se fla de toute les couleurs. Pukki son do se fla se fla se fla de toute les couleurs. Dạ bây giờ có dễ. Soyez le bienvenu ici, mère. Hôm nay đó là mình tin là mẹ tới, thành ra là bất ngờ quá. Nhưng mà trước đó mình đã mời mẹ, nhưng mà vì lý do kỹ thuật thành ra mình không biết là mẹ lý do tại sao mẹ đi trễ. Mẹ, con sẽ coi như ông ta. Mình nói, attendez. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mes chers filles bien-aimées. Pourriez-vous tendu en dernière? Chị cười quá, sau đó không ra hơi. Mẹ cảm động quá. Mẹ cảm động có bao nhiêu người đứng lên mà để mừng mẹ. Nên mẹ nói là hôm nay mẹ rất vui mừng gặp lại các con sau bao nhiêu năm gặp lại. Excusez de mon retard, parce que hier toute la journée j'ai passé mon temps au casino de Las Vegas. Mẹ nói mẹ trễ hẹn, tự nhiên có người dụ mẹ đi Las Vegas đúng không? Merci bien de votre invitation et grand bisous à mes chères filles. Mẹ rất là cảm ơn là mình đã mời mẹ đến đây, và mẹ rất muốn ôm hôn mọi người hết trong cái dịp này mặc dù tới trễ. Je suis très contente et très émue de votre accueil. Et ça me fait un grand plaisir de voir vous êtes en uniforme ou rose de l'école Tienkwa. Mẹ rất vui khi sau mấy chục năm rồi mà các con vẫn còn thương. Các con thương, các con mặc được áo lòng cũ, các con mặc được áo dài, thước tha. Thành ra là mẹ rất là vui, cái tinh thần thiên phước vẫn còn ở đó. À, vous êtes ma thơi, et vous, Cẩm Hồng, Phương Dung, et Cẩm Nhung. À, moi je me reconnais, c'est monsieur Bang. Vous êtes le plus. Et vous, c'est Yui. Et où est Nam Phương? Et Nam Phương, ah oui. Écoutez, j'ai un cadeau pour vous. Et j'espère que tout le monde vous êtes très très content. Mặc dù thua bài nhưng mẹ vẫn có một cadeau, có quà. Có quà cho các con học trò cũ, mẹ. Mẹ đương bóp bóp. Tay rung rung vì thua bài. Ça c'est le signe de l'école Tiwuk avec son original. Oh, mẹ đem qua cái phù hiệu thương phước. Đừng có đi sâu chứ. Ai ngờ là cái này. Non. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Bang? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Monsieur Bang, voulez-vous répéter what vous dites? Non, ça c'est l'original. Oui. Ça,
Đây là mấy cái phù hiệu mới mà là nguyên thủy, nghĩa là không có bị giả. Thôi Las Vegas vẫn nhớ đem đồ original tới cho học trò. Em nói là cái này là làm từ Việt Nam chứ không phải từ China. Nous voulons vous inviter de venir ici la prochaine fois à notre occasion de réunion l'année prochaine. Oh, mẹ muốn lắm con ơi. Nhưng mà với điều kiện đó là tại đại sứ Mỹ bên Việt Nam nó cho mẹ cái visa mẹ vô liền à. Qui êtes-vous? Eh bien, moi, je suis Kim Cook. Hello, Kim Cook. Cái người này thấy chơi kỳ không? Từ Việt Nam qua đây quậy cho đã. Bắt bạn mình kêu mình là mẹ. Bạn mình kêu mình là mẹ. Mà cái này sao mẹ mặc đồ kỳ quá vậy? Eh ben, ça c'est pour c'est plus pratique de porter comme ça là, avec un long voyage. Et moi je sais bien que tout le monde aime bien le film Sister Act. Et moi aussi. Mẹ nói là hồi nãy thua bài Las Vegas của bộ đồ trắng mất rồi. Giờ còn bộ đồ đen thôi. Vraiment, très dur, c'est trahir. Monsieur Bang, vous voyez? Très dur, c'est trahir. Hồi nãy có nói câu đó đâu mà diễn ra vậy. Cũng xin giới thiệu bây giờ Kim Cúc là mình đã biết rồi. Kim Cúc là bạn của Hoa Tươi, đi từ Thiên Phước và từ Washington luôn. Chính vì vậy mà cũng là học trò của thầy Bằng. Nãy giờ thầy với trò có dịp gặp nhau sau mấy chục năm, thành ra đây cũng là một cái dịp rất hay. Mời thầy Bằng lên podium với tụi con, tụi em. Ủa sao vậy, cái lớp còn đẹp mình lột của mình ra. Xin thầy cho có cảm tưởng khi gặp lại học trò làm em bề trên. Cái hồi trước mà lúc mà còn đang dạy học á, mỗi một hôm mà đi vào dạy học á, gặp mẹ bề trên á, tuy mình là thầy thật nhưng mình cũng hơi sợ sợ. Tại vì thật sự ra thì cái kỷ luật ở trong trường nó rất là gắt gao. Thành ra là hôm nay được gặp lại mẹ bề trên, mà mẹ bề trên này mà đi Las Vegas nữa thì lần sau cho tôi đi cùng với nhé. Dạ. Hồi nãy đó là mình đứng chờ ở trong restroom mà có những bạn vô trong đó cũng không thưa sơ lễ phép lắm. Rồi các có người còn hỏi, ủa sao đứng đây sao chờ ai vậy? Chị Cúc với lại chị Hoa Tươi là hồi xưa là học trò của tôi, học cùng một lớp cùng với chị Tâm ở đây. Thì ra là hôm nay gặp lại tất cả mọi người, chị Cúc từ Việt Nam sang thì tôi rất là vui. Yeah. Cảm ơn thầy. Tính ra là 41 năm tôi mới gặp lại chị. Nhưng mà thầy thấy là lúc trước đó ha, 44 năm về trước là em trẻ lắm ha. Không thì chị trẻ hơn bây giờ. Dạ, đúng rồi, thầy nói đúng á. Cô cảm ơn tất cả mọi người, các chị, các bạn và các em có thầy, trước đó là các thầy cô, thì nhờ có cái đây nhóm này đó thì cô được gặp lại tất cả mọi người, cô rất là sung sướng. Phải về đó,
thì có mà có họp mà cụ học sinh Thiên Phước ở tại Việt Nam đó, thì cô sẽ cho quay lại cái này. Nhiều xin mọi người có một tràng pháo tay cho Thiên Phước từ Việt Nam.